Ai Cập ở Đông Bắc Châu Phi là một vùng thung lũng hẹp và dài nằm dọc theo lưu vực sông Nin, chiều rộng của lưu vực trung bình từ 5 đến 22 km, bị bao bọc bởi những dãy núi đá thẳng đứng như những bức tường, bởi Hồng Hải ở phía đông và vùng sa mạc Libya khô khan, nóng nực ở phía tây, Ai Cập xưa kia hầu như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Chỉ ở phía đông bắc mới có một vùng đất hẹp Sinai nối liền Ai Cập với miền Tây Á. Qua eo đất này, các pharaoh Ai Cập đã dẫn quân đi xâm lược các nước láng giềng. Cũng từ đây, quân đội nước ngoài và cả những đoàn lạc đà của các thương nhân lưng chở đầy hàng hóa của các nước châu Á và vùng đông địa Trung Hải đã đến Ai Cập. Các tài liệu nhân chủng học và khảo cổ học đã xác nhận ở lưu vực sông Nin đã có con người cư trú từ thời đồ đá cũ. Đó là những thổ dân châu Phi hình thành trên cơ sở hỗn hợp nhiều bộ lạc. Mặt khác, rất có thể một bộ phận người Hamit từ Tây Á đã xâm nhập miền hạ du sông Nin, dần dần đồng hóa với thổ dân ở đây, hình thành ra một bộ tộc mới là cư dân Ai Cập. Một tư tế người Ai Cập vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên có tên là Manetho đã tập hợp phả hệ các pharaoh từ vị vua đầu tiên Menes đến thời đại của ông, có tới 31 vương triều, tạo thành một hệ thống vẫn được sử dụng cho tới ngày nay. Thời kỳ Tảo Vương quốc bao gồm các vương triều thứ nhất và thứ hai, bắt đầu từ khoảng năm 3100 trước công nguyên đến 2686 trước công nguyên. Ông vua đầu tiên trong bảng phả hệ có tên là Menes, xuất thân từ vùng Tina thuộc miền Nam Ai Cập. Theo truyền thuyết cổ đại thì Menes là người đã thống nhất thượng và hạ Ai Cập, sáng lập nên vương triều thứ nhất. Trong giai đoạn sơ kỳ triều đại, vị vua đầu tiên đã củng cố quyền kiểm soát đối với Ai Cập bằng cách thiết lập kinh đô tại Memphis. Từ đó ông ta có thể kiểm soát nguồn lao động và nông nghiệp của vùng đồng bằng màu mỡ, cũng như các tuyến đường thương mại trọng yếu tới khu vực Lê Văn. Sự gia tăng quyền lực và sự giàu có của các vị vua trong giai đoạn sơ kỳ triều đại đã được phản ánh thông qua các ngôi mộ được xây dựng công phu của họ và các kiến trúc thờ cúng mai táng tại Abydo được sử dụng để ca tụng các pharaoh như một vị thần sau khi ông ta qua đời. Tuy còn nhiều nét sơ khai, nhà nước Ai Cập cổ đại đã mang nhiều đặc điểm của một nhà nước chuyên chế phương Đông. Đó là một dấu hiệu chứng tỏ cư dân Ai Cập cổ đại đã bước vào thời đại văn minh. Các pharaoh thuộc vương triều thứ nhất trị vì trong hơn 250 năm, còn vương triều thứ hai thì tồn tại trong gần 300 năm. Thời kỳ cổ vương quốc trong lịch sử Ai Cập cổ đại bao gồm các vương triều từ thứ 3 đến thứ 6, khoảng năm 2686 trước công nguyên đến 2181 trước công nguyên. Đây là thời kỳ củng cố nhà nước trung ương tập quyền và cũng là thời kỳ đầu tiên phát triển thịnh đạt về các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị và quân sự. Sau khi hoàn thành việc thống nhất Ai Cập, các pharaoh thuộc vương triều 3 và 4 liên tiếp mở các cuộc tấn công xâm lược sang các vùng Nubia, Sinai nhằm mở rộng lãnh thổ, cướp bóc tài sản và nô lệ. Trong chính sách đối nội, vương triều 3 và 4 ra sức củng cố chính quyền trung ương tập quyền. Một trong những biểu hiện sức mạnh và quyền lực vô hạn của chính quyền pharaoh là việc xây dựng các công trình kim tự tháp. Hầu hết các pharaoh của hai vương triều này đều xây cho mình một kim tự tháp với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Pharaoh đầu tiên của vương triều 3 là Djéser xây kim tự tháp của mình ở Saqqara. Đó là một ngôi tháp 6 tầng, cao 60 mét. Lớn nhất là kim tự tháp Giza cao tới 146 mét. Đây cũng là kim tự tháp hùng vĩ nhất trong số các kim tự tháp còn lại đến nay trên đất Ai Cập. Hàng vạn người đã bị bắt đi làm khổ sai trong những công trình thế kỷ này và nhiều người trong số họ đã phải vùi thây trong cát bỏng của sa mạc. Chỉ có một chính quyền chuyên chế hùng mạnh mới có thể huy động nổi ngần ấy sức người, sức của, phục vụ cho chiến tranh và các công trình xây dựng, đồng thời mới đủ sức chấn áp nổi sự phản kháng của nô lệ và dân nghèo. Theo truyền thuyết, ông vua sáng lập ra vương triều thứ 5 là con của một nữ tu sĩ với thần mặt trời. Thế là quyền lực vô hạn của các pharaoh đã được thần thánh hóa. Như vậy, các pharaoh của hai vương triều 5 và 6 càng có điều kiện kế tục một cách xuất sắc chính sách đối nội và đối ngoại của các bậc tiền bối của mình. Cuối thời kỳ vương triều thứ 6, các cuộc chiến tranh liên tiếp không chỉ khiến cho các vùng xung quanh Ai Cập bị tàn phá nặng nề, mà còn làm cho thế lực của chính quyền pharaoh ngày càng suy yếu, dẫn tới thời kỳ phân liệt và cắt cứ. Thế lực của bọn quý tộc địa phương ngày càng lớn mạnh, chúng tập trung trong tay quyền thu thuế, quyền xét xử và tổ chức đội quân độc lập của mình. Trong tình hình đó, các pharaoh thực tế cũng chỉ thống trị trên một vùng đất đai nhất định, giống như một chúa châu khác mà thôi. Đồng thời, nội bộ triều đình cũng liên tiếp xảy ra tranh chấp, hoán đoạt lẫn nhau. Lịch sử gọi khoảng thời gian này là thời kỳ chuyển tiếp thứ nhất, bao gồm các vương triều từ 7 đến 10, kéo dài trong khoảng 125 năm, từ năm 2181 trước công nguyên đến 2055 trước công nguyên. Quá trình thống nhất đất nước đã diễn ra trong cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt và kéo dài giữa hai tập đoàn quý tộc lớn ở Hera, Cleopolis và Tebur. Nhờ có vị trí địa lý thuận lợi lại được các châu miền Nam ủng hộ, nên tập đoàn quý tộc ở Tebur đã thắng.
Lãnh tụ của thành Teber là Mentuhotep trở thành người sáng lập ra vương triều thứ 11 và cũng trở thành pharaoh của cả Ai Cập. Từ đó bắt đầu thời kỳ Trung Vương quốc trong lịch sử Ai Cập cổ đại. Thời kỳ Trung Vương quốc gồm các vương triều 11 đến 14, từ năm 2134 trước công nguyên đến 1690 trước công nguyên. Các pharaoh thời kỳ này đã phục hồi sự thịnh vượng và ổn định của đất nước, qua đó tạo động lực cho sự hồi sinh của nghệ thuật, văn học và các dự án xây dựng hoành tráng. Mentuhotep II và các vị vua kế tục của vương triều thứ 11 cai trị từ Teber. Nhưng khi viên tể tướng Amenemhat I lên ngôi mở đầu cho triều đại thứ 12 khoảng năm 1985 trước công nguyên, ông ta đã chuyển kinh đô của quốc gia tới thành phố Itawi. Từ Itawi, các pharaoh triều đại thứ 12 đã tiến hành một chương trình cải tạo đất đai và thủy lợi nhằm tăng sản lượng nông nghiệp trong khu vực. Hơn nữa, quân đội còn tiến hành các chiến dịch quân sự tái chiếm lại vùng lãnh thổ Nubia vốn giàu các mỏ đá và mỏ vàng. Trong khi người dân xây dựng một công trình phòng thủ ở phía đông vùng đồng bằng châu thổ, được gọi là trường thành của nhà vua, để bảo vệ vùng đất này khỏi các cuộc tấn công đến từ bên ngoài. Khoảng năm 1785 trước công nguyên, khi mà sức mạnh của các vị vua thời Trung Vương quốc suy yếu, những cư dân châu Á sinh sống tại thành Avarit ở miền đông đồng bằng châu thổ đã nắm quyền kiểm soát khu vực. Cuối cùng thì họ chiếm lấy quyền lực ở Ai Cập và được biết đến với tên gọi là người Hyksos. Chính quyền pharaoh phải rút lui về Teber, nơi các vị vua bị coi là một chư hầu và đặc biệt là phải cống nạp. Lịch sử gọi thời kỳ này là thời kỳ chuyển tiếp thứ hai, bao gồm các vương triều 15 đến 17, kéo dài trong khoảng 125 năm, từ năm 1674 trước công nguyên đến 1549 trước công nguyên. Người Hyksos bắt chước mô hình của chính quyền Ai Cập và tự miêu tả mình là pharaoh, do đó tích hợp các yếu tố Ai Cập và nền văn hóa thời đại đồ đồng của họ. Căm thù bọn thống trị ngoại tộc đô hộ, người Ai Cập đã luôn luôn nổi dậy chống lại. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng Ai Cập lúc ấy là một quý tộc tên là Amosis ở thành Teber. Sau khi đã đánh đuổi được quân xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước vào khoảng năm 1560 trước công nguyên, Amosis trở thành người sáng lập vương triều 18. Một thời kỳ mới trong lịch sử Ai Cập bắt đầu, thời Tân Vương quốc, gồm các vương triều 18 đến 20, kéo dài trong khoảng 500 năm, từ năm 1549 trước công nguyên đến 1069 trước công nguyên. Các vị pharaoh thời Tân Vương quốc đã thiết lập nên một thời kỳ thịnh vượng chưa từng có, bằng cách củng cố chắc chắn biên giới của họ và tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng, bao gồm cả đế quốc Mitanni, Assyria và Canaan. Các chiến dịch quân sự được tiến hành dưới triều đại Thutmosis I và cháu trai của ông Thutmosis III đã tạo nên một đế chế Ai Cập lớn chưa từng thấy. Khi Thutmosis III qua đời năm 1425 trước công nguyên, Ai Cập đã có một đế chế trải dài từ Nia ở Tây Bắc Syria tới tận thác thứ tư của sông Nin ở Nubia. Các vị pharaoh thời kỳ này cũng bắt đầu những chiến dịch xây dựng quy mô lớn để tôn vinh thần Amun, vị thần được thờ cúng tại Karnak. Ngôi đền Karnak là ngôi đền Ai Cập lớn nhất từng được xây dựng. Họ cũng xây dựng những tượng đài để vinh danh những thành tựu của mình, cả trong thực tế và tưởng tượng. Khoảng năm 1279 trước công nguyên, Ramses II lên ngôi vua và ông tiếp tục cho xây dựng nhiều ngôi đền cùng với nhiều bức tượng và tháp bia tưởng niệm khác. Ông còn là một nhà lãnh đạo quân sự táo bạo. Ramses II đã lãnh đạo quân đội của ông chống lại người Hitti trong trận Kadesh và sau một cuộc chiến tranh bất phân thắng bại, cuối cùng hai bên đã đồng ý ký kết hiệp ước hòa bình. Với việc cả người Ai Cập và Hitti đều không thể chiếm được ưu thế hơn đối thủ và cả hai cường quốc cũng đều sợ hãi sự bành trướng của đế quốc Trung Assyria, Ai Cập sau đó đã rút khỏi nhiều vùng ở Cận Đông. Sự giàu có của Ai Cập đã khiến cho nó trở thành một mục tiêu hấp dẫn cho các cuộc xâm lược, đặc biệt bởi người Berber Libya từ phía Tây và các dân tộc vùng biển. Ban đầu, quân đội Ai Cập có thể đẩy lùi các cuộc xâm lược, nhưng cuối cùng họ đã đánh mất quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ còn lại của mình ở miền Nam Canaan. Phần lớn rơi vào tay của người Assyria, những ảnh hưởng từ các mối đe dọa bên ngoài còn trở nên trầm trọng hơn bởi các vấn đề nội bộ như tham nhũng và tình trạng xã hội bất ổn. Sau khi Ramses XI qua đời năm 1078 trước công nguyên, thời kỳ Tân Vương quốc chấm dứt, mở ra thời kỳ chuyển tiếp thứ ba, kéo dài mãi đến khoảng năm 664 trước công nguyên mới kết thúc, gồm các vương triều 21 đến 25. Trong thời kỳ này, chính quyền Ai Cập dần dần rơi vào suy thoái, kéo theo nhiều bất ổn chính trị. Ai Cập bị xâu xé và nằm dưới quyền kiểm soát của các vương quốc ngoại bang. Vào giữa thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, một thủ lĩnh quân đội người Libya Susen I làm đảo chính quân sự, cướp ngôi pharaoh, lập ra vương triều ngoại tộc cai trị toàn Ai Cập. Đến đầu thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, lợi dụng tình hình loạn lạc và suy yếu ở Ai Cập, người Nubia ở phía Nam đã tiến đánh, lật đổ nền thống trị của người Libya, xác lập nền thống trị của mình. Một vương triều ngoại tộc mới đã được thành lập năm 726 trước công nguyên.
năm 671 trước Công nguyên, Ai Cập lại bị đánh chiếm bởi quân đội Assyria. Nền thống trị của Assyria không được bao lâu. Dưới sự lãnh đạo của một quý tộc miền Bắc là Pi Samtik, nhân dân Ai Cập đã nổi dậy đánh đuổi người Assyria, khôi phục lại đất nước. Pi Samtik trở thành người sáng lập vương triều thứ 26, mở đầu thời kỳ vương quốc xếp từ năm 654 trước Công nguyên đến 525 trước Công nguyên, thời kỳ độc lập ngắn ngủi cuối cùng trong lịch sử Ai Cập cổ đại, gọi là thời kỳ hậu nguyên. Từ nửa sau thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên trở đi, Ai Cập liên tiếp bị người Ba Tư xâm lược và thống trị, sau đó bị Alexander đại đế của Macedonia chinh phục năm 332 trước Công nguyên. Sau khi Alexander chết, Ai Cập bị đặt dưới quyền thống trị của một vị tướng của Alexander tên là Ptolemaios. Từ đó, lịch sử Ai Cập bắt đầu thời kỳ Hy Lạp hóa từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Trong suốt hơn 2.000 năm sau thời kỳ Hậu Nguyên, Ai Cập lần lượt trở thành thuộc địa của các đế quốc lớn mạnh xung quanh. Mãi cho đến năm 1954, Tổng thống Ai Cập Gamal Abdel Nasser là người Ai Cập chính gốc đầu tiên giữ chức lãnh đạo Ai Cập tự trị kể từ khi Pharaoh Necta Nebo II bị quân Ba Tư lật đổ năm 343 trước Công nguyên.